Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hùng Akida Mobile của mình. Và chào người đã đến một video nữa về Free Fire. Các bạn nhìn thôi, các bạn đã thấy mình có cái tình trạng gì rồi. Đó chính là buồn ngủ. Và đặc biệt nhất đó là Hùng chưa tắm. Hai ngày rồi mình vẫn mặc áo vàng này, các bạn nhìn là hiểu rồi đấy. Thật nói chiều thì bỏ qua cái vấn đề gọi là Hùng chưa tắm đi nhá. Xíu nữa chiều chiều là mình đi tắm với các bạn. Rồi ok, được rồi. Hôm nay chúng ta có cái sự kiện nó gọi là vòng quay vote giảm giá sâu theo ý bạn muốn. Thì nếu như bạn nào mà có thích cái bộ đồ nào trong ba cái bộ đồ này thì nên vote cho bộ đồ đấy. Mà hình như là bây giờ nó kết thúc vote các bạn ạ. Thì nó đã giảm giá cho cái bộ đồ nó gọi là dân chơi Tết. Thực ra thì là mình là người vote cho cái bộ đồ đi biển cơ, cái gói hè vui vẻ này, tại vì là cái bộ đồ Tết này thì nó có cái vấn đề đó là mình có rồi ấy. Nhưng mà thôi được rồi, nói chung là thiên hạ người ta vote cho cái này thì mình chấp nhận là vote theo thiên hạ thôi. Nhưng mà gói này mình cũng có rồi các bạn ạ. Nói chung là tất cả mấy gói này thì mình đều đã sở hữu hết rồi, cho nên là đầu tiên mình còn tưởng nó là gói này cơ. Nhưng mà không, không phải gói này các bạn ạ, thì cái gói này mình có nhiều rồi ấy. Nhưng mà nó không phải, nó là cái gói khác cơ, cho nên là cũng chả sao cả. Nói chung là mình tích thêm một gói đây cũng được, tại vì thực ra trong ba cái gói đấy thì mình đều sở hữu hết rồi ấy. Thì hôm qua Ami đến nhà mình chơi, chính xác là tối hôm kia Ami đến nhà mình chơi. Hôm nay là Ami rất sửa chuẩn bị đi về rồi, cho nên thành ra là ở cùng với Ami quyết tâm là đều tắm cho nó ở giờ các bạn ạ, cho nó có mùi, nó bốc mùi lên nó mới gì đấy hấp dẫn. Nó chưa thế. Ok được rồi, chúng ta có thêm cả một cái vòng quay nữa nói về thiên thần nhạc rap và thiên thần hip hop này. Thì trong video ngày hôm qua mình đã có đố các bạn ở chương trình mini game trường kim cương, đó là đố các bạn biết nhân vật Saitama ở trong One Punch Man khi mà gọi là lần đầu tiên thi vào hiệp hội anh hùng thì là được ở bậc gì. Thì nói chung là cái câu này khá là dễ nên phần lớn các bạn trả lời đúng hết mẹ luôn rồi, nên là mình không bất ngờ lắm. Thì đó chính là cấp C đấy các bạn nhá. Định mệnh nó chết cha, tôi cảm giác tôi không quay đủ cái vòng quay này rồi mấy ông ạ. Thì Saitama lúc mới vào là cấp C các bạn nhá. Thì nói chung là bạn nào đúng thì mình đã có rep comment là em trúng rồi nha. Với cả là gọi là mình đã có gọi là nạp kim cương vào cho các bạn rồi nhá. Chúc mừng các bạn. Đấy, khá là dễ mà. Ơ, định mệnh mình có cái gì ấy? Mình có cái quần à? Ok các bạn, kim cương vào để mình quay tiếp luôn vòng quay nữa nhá. Thì cái gì nhở? Mình không ngờ là cái vòng quay này có cái quần thám hiểm vẫn á. Định mệnh nó là thề. Nó kiểu như kiểu là nó trêu người tôi ấy. Ngày xưa mình quay cái bộ đồ thám hiểm này ấy, à quay cái quần thám hiểm không ấy, mình quay cái bộ cái quần nữ thì một phát ra luôn, còn cái quần nam mình quay mất 11.000 kim cương. Bây giờ quay cả bộ đồ đổi ra cả bộ đồ mất có 2.400. Định mệnh nó đéo hiểu sao nó lừa đéo chịu được thề. Thế là bây giờ mình bắt buộc phải quay ra cái huy hiệu để đổi cái bộ đồ đi biển à, chứ còn đâu có quay được bộ đồ đi biển đâu. Không phải rồi, giờ mình mới để ý là hai cái bộ đồ đi biển này là mèo quay được các bạn ạ. Chỉ có thể quay được ra gọi là huy hiệu thôi. Ôi, hộp ma thuật luôn. Trời ơi, tính ra có vòng quay này cũng dễ. Cũng vẫn là quần thám hiểm, quần thám hiểm lỗi lạc nữ này. Định mệnh nó kiểu quần thám hiểm bây giờ nó bắt đầu nó mất giá rồi ấy. Bắt đầu người ta gọi là mặc đi nhăn nhản ngoài đường người sao ấy. Định mệnh ok, mình sẽ quay nốt lấy cái bộ nữ này nữa. Rồi ok, như vậy là đủ bộ rồi các bạn ạ. Khá là đơn giản luôn. Nhìn chung là cũng là một cái vòng quay lời. Rồi ok, để hưởng ứng phong trào là cái bộ dân chơi Tết nó được free giảm giá 99 kim cương. Không phải free mà nói chung là được sợ off 93%. Thì mình sẽ cầm bộ ấy đi vậy các bạn. Thì cái bộ nào mình chả có. Đấy, xin so con bò luôn. Rồi cầm bộ này đi chơi thì gọi là chất chơi người rơi liền. Rồi ok các bạn, bấm kích hoạt mãi nó mới kích hoạt, nó mới kết nối. Úi trời ơi, vừa vào cái tráng miệng ngay một quả one shot thế này. Rồi ngầu lòi lên. Ôi hello bạn, thiên ngang ấy cánh nhá. Mới làm nhẹ tách trà Lipton không bạn? Nếu mà bạn không trà Lipton bạn có thể uống trà ô long được. Ô long tí. Trời ơi, định mày quên Xbơ à? Ôi bạn này có khi là con gái nhở? Không sao cả, con gái con nữa thì vào tầm này bắn hết. Tầm này gây lọ BD thì em chơi hết luôn. Cũng như lại Huyền nữa. Có thể tầm mình bóp díu được hai bạn gái rồi. Ôi thôi, anh em gục hết rồi. Thôi anh em ngồi đây uống trà cái nhở. Cái định mạch ở đó giờ tôi với nó mỗi thằng ngồi một bên. Cái gì đấy? Tự dưng mẹ đang nói chuyện cái từ thanh niên này chút cầu ra kia fake cái dần hết cả mình. Ấy sai này thì fake nè. Fake cả bưởi. Bạn nhìn thấy chưa? Nó gọi là sờ ca cá bọc đen luôn. Đây mày bấm nút khẩu MP nữa. Ấy sai. Ba cầu này cộng lại nó là gọi là phải tầm khoảng 45.000 kim cương bạn nhá. Úi trời ơi, tổ lái hỗn mang nhá. Thôi thằng kia nó đây là nó ngồi nó múa quạt nhiều lắm rồi. Thôi chúng ta đẩy qua bạn nó đi. Thì mini game lần trước thì mình đã có trả lời câu hỏi đúng không? Còn hôm nay chúng ta sẽ đến với câu hỏi của ngày hôm nay các bạn. Cái định mệnh của nó. Ôi trời ơi.
Ôi ôi, Linh Mây nó cầm Glock nó bắn tầm gần. Đéo hay đùa như thế bạn ơi. Mày à bữa. Mày này á đù. Bú bú đằng đằng là mau là mau. Định mạch nhà đó nó ngồi nó ke tôi rồi. Không sao hết, mình là người cầm 500 cơ mà. Mình phải tinh tế, làm vào one shot thì phải lag máy. Mày mày ơi. A! Kia mày ơi tôi làm ơi. Cái gì thằng kia nó bấm hành động ra đấm tôi kìa. Cái gì? Sao? Bạn ý kiến gì? Bạn kêu mình vách cho bạn chạy ra bạn đạt mình. Bạn không có tính thân thiện gì à? Mình đấm nhắc cười bạn lên bây giờ. Ok, hôm nay đến với câu đố ngày hôm nay thì mình đố các bạn một câu về mình nhá, chứ không còn đố kiểu như là về anime các thứ nữa rồi. Đố về anime quái thế. Định mạnh. Nghe ra. Mày nghe ra. Ai? Ai ơi? Kìa em ơi. Ôi ôi lắng lắng ơi. Đông bò đâu vào, đông bò. Dung. Dung ơi. Dung. Đi mẹ Dung. Cái gì kìa? Vâng, định mạnh nhà Dung. Dung ơi, Dung 20 tuổi trở lên rồi Dung. Tính ra có Dung mà 20 cộng là Dung kém anh 1 tuổi á Dung. Anh mới có 21 thôi chim ơi. Dung ơi, Dung có phiền lòng không nếu Dung cứu anh? À mà thôi anh chết mẹ rồi. Vâng, anh đã quen với mùi đất và cỏ rồi chứ anh không bỡ ngỡ đâu. Ôi, vâng, Dung câu giờ cuối cùng Dung vẫn chết. Dung không bán được gì cả, động bán nhà Dung. Ok được rồi, câu đố ngày hôm nay như sau. À thôi đợi tí đã. Hay nào, ui, Dung cũng có AK hồng xanh cấp 7 luôn. Ôi em xin lỗi, đây là em khoe hơi nhầm người rồi. Đố các bạn biết mình và Ami yêu nhau, bắt đầu yêu nhau từ tháng nào? Đố các bạn biết luôn đấy các bạn. Đố các bạn biết là bọn mình yêu nhau từ tháng nào. Đấy nhá, đấy là câu đố về mình nhá. Để xem có bao nhiêu bạn biết là mình có người yêu từ ngày nào. Thì nếu như bạn nào mà biết trả lời câu đáp án thì có thể trả lời đáp án kèm theo đó là ID. Nếu bạn may mắn nhất thì mình sẽ có rep sướng và dạy cho mỗi bạn nhận được 230 kim cương như mọi khi nhá. Chứ còn may mắn hí. À, ui trời bạn ơi, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá. Ăn lại bắt đầu ngay. Định mạnh nhà đó, tôi đã cứu nhau rồi, kill của tôi. My kill, à hello, mình chào bạn. Ôi bạn ơi, thôi mình sao dù với nhau nữa đi. Con đường ngắn nhất đi đến dạ, dạ, đi đến một trái tim. Đó là con đường bằng dạ dày bạn ạ. Và con thức nó mới vực được đạo chứ, cho mình ăn bạn đi. Ok chưa? Này đâu rồi? Định mạnh nhà đó, thằng này nó lươn lẹo thế nhở. À trong này tôi mới nhìn thấy xuyên tường. Mày chạy đi đâu con sâu? Mày hả bưởi, bệnh viện xa nhưng nhà ma thì gần nha mày. Mày hả bưởi, núp hả mày. Cái định mệnh trên xa rồi, nó đặt hết keo rồi. Ôi ôi, cả ra tay em có một quả keo thôi. Mấy anh trên nhà bình tĩnh nhá, em biết có mấy anh ở trên nhà nhưng mà anh cứ từ từ thôi. Xin chào các bạn, đặt quả keo ý sời làm quả lựu đạn gì chứ, hùng đổ đến từ tên Quang. Và cái định mệnh nó xịt rồi, phải trẻ bật khiên đấy các bạn ạ. Nào nhảy xuống đi. Ơ cái định mệnh nó nhảy xuống rồi à? Ủa thôi mẹ bọn anh nguy hiểm thế, vớ vẩn dân thường chơi đẹp 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 dân chơi đấy các bạn, không được không? Ừ, các bạn biết mình đang mặc bộ đồ gì mà dân chơi tết. Cho nên là mình là dân chơi rồi các bạn. Đây mình không phải dân thường nữa các bạn, đừng bảo mình là dân thường nữa nhá. Bọn này dân thường còn mình là dân chơi. Ai à, định mệnh nhà đó chết cha rồi các bạn ạ. Bọn này nó mới là dân chơi, còn tôi lại là dân thường rồi. Ôi ôi làm keo thế. Ôi rồi ôi, anh đi được 3 bước anh đặt mẹ 4 quả keo vãi cả cứt à. Ok, anh không phải dân chơi nữa đâu. Anh này tầm cỡ gọi là mẹ con tổng thống mẹ rồi. Ai định mệnh nhà đó, tại sao là có đứa đây? Định mệnh nhà đó giang hồ hiểm ác không bằng mấy đứa anh chơi keke. Nguy hiểm quá. Tí nữa tôi đi về với các cụ rồi. Vâng, vừa nãy mình vừa mới nhảy từ trên cái lan can xuống dưới cái cầu thang cái thôi mà tự dưng mình đã nghe thấy tiếng của cụ mình văng vẳng bên tai. Come here cháu ơi. Nhưng mình bảo đéo rồi các bạn à. Mình bảo when I were young my mom told me you will gánh team. Định mạnh nhà đó, cái đứa này đấy là nhấp nhả bắn trộm hơi nhiều nha. Nhấp nhả bắn trộm hơi nhiều nha mày. Mày hả bưởi. Vâng, trường hợp này là coi như là mẹ máu chảy thành dòng luôn rồi. Mày này nãy giờ bắn trộm hơi nhiều nha. Sau nhiều đêm quay tay khiến cho huyết mạch không thông và nội công giảm sút. Thì bạn cần phải đi về nơi yên nghỉ cuối cùng bạn ạ. Làm một quả lựu đạn. Các bạn có tin về Quang chết này không? Như này hùng nổ đến tên Quang này. Úi trời ơi, cái quả lựu đạn kìa các bạn. Các bạn có thấy mình vừa quăng quả lựu đạn chết một đứa bên kia không? Úi trời ơi, người ta gọi đấy là gì? Là hên. Thì ok, ở trong video ngày hôm nay thì mình cũng muốn review qua cho bạn một chút về cái vòng quay vàng mới. Thì trong vòng quay vàng mới sắp tới thì nó đang có hai phương án. Nhưng mà hình như là thì hình ảnh đúng hơn, chính xác hơn thì là cái bộ đồ màu đỏ kia sẽ là bộ đồ để bán hoặc là để bộ đồ để đổi bằng thẻ quy đổi thì phải các bạn ạ. Không, hình như là thẻ quy đổi sẽ là bộ đồ nam. Còn vòng quay vàng sẽ là bộ đồ nữ đi tắm. Nói chung là nó có hai phương án. Mình cho các bạn xem ảnh ở bên trên ở góc bên phải nhá. Thì chúng ta có lẽ là cái vòng quay vàng tiếp theo sẽ là cái bộ đồ đi tắm này với cái trang phục đó là đeo hai à gọi là kiểu như nhân vật nữ kiểu như là đeo hai cái lát dưa chuột để dưỡng da ở trên mặt đấy, hai bên má cộng thêm với cả là cuốn khăn tắm theo kiểu phong cách là mình nghĩ chắc là phong cách của Thái Lan. Còn cái nhân vật nam sẽ là đổi bằng thẻ quy đổi các bạn ạ, không phải vòng quay vàng nhá, tức là đổi bằng cái thẻ quy đổi màu đỏ đỏ á. Thì cái nhân vật nam sẽ đeo hai cái lát cắt dưa chuột ở trên mắt. Cái định mệnh cái lồng bàn thì thế, thằng kia nó bảo là tao vẫn định mệnh, tao bắt kêu thằng Hùng Akira ngu kia mà.
Mình nghĩ là cái vòng quay vàng mà khi mà có cái trang phục cuốn khăn tắm nó sẽ là vòng quay chính thức. Còn cái vòng quay kia chắc là người ta gọi là đồn đại thôi hay là như thế nào đó. Còn cái bộ vòng tiếp theo mình nghĩ chắc là cái bộ khăn tắm ấy nha các bạn nha. Chắc là đến khoảng 80% là chính xác là bộ này rồi. Thì nhìn chung là bộ đồ này cũng đẹp. Kiểu bên dưới chân bên phải của nhân vật nữ nó có kiểu chạm khắc rồng bay phượng múa, hoa bay gọi là tứ phía luôn. Nói chung là kiểu sao nhở, nó có hoa gì ấy, rồi xăm kiểu màu xanh xanh lá cây trông ngầu lòi ấy. Nhưng mà nếu như mà xăm con rồng ở đấy tôi thấy trông ngầu hơn. Cái địch mạnh nó, ai ui, cái địch mạnh nó ke tôi kìa. Ê, nói chung là mình cũng đang hóng hớt xem là cái bộ đồ khăn tắm này, thì không biết được rằng là nếu mà mặc bộ khăn tắm này thì cái gì đấy. Thanh niên kia vừa kêu bảo là nốc 2 rồi hay nốc 1 rồi ấy. À, thanh niên bắn gà thôi, im đi. Thằng kia chơi trốn tim à, và có một đứa đất chơi trốn tim với các bạn, đặc biệt là phải đi tìm nó rồi. Thì không biết được rằng là các bạn cảm nhận như nào về bộ này. Riêng mình thì có cảm nhận duy nhất về cái vòng quay vàng bộ nữ này, đó là mình đang hóng xem khi nhân vật nữ đeo khăn tắm này thì mình nằm xuống, mà nếu như nó éo mặc quần bên trong thì bên trong chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì các bạn ạ. Holy shit, đâu có đấy mà em. Tôi là tâm đấy, kiểu như bây giờ nhá, mấy cái váy á, các thứ á, thì chúng ta nằm nhân vật xuống đúng không, chúng ta còn nhìn thấy cái gì đó, hay là cái quần bên trong, hay là kiểu như là chúng ta có thể mặc một cái quần nữa kết hợp với lại là cái bộ váy, thì như kiểu bộ cương thi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu đó. Nhưng mà bây giờ nếu như mà cuốn cái khăn tắm này, tôi đang không biết là nó sẽ mặc được ra cái quần gì bên trong. Nói chung là tôi là hóng hớt, phải không ạ? Mấy ông có hóng như tôi không, comment cho tôi biết nhá. Còn bây giờ thì chắc có lẽ video của mình sẽ dừng lại đây thôi. Nếu như bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký, và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nè. Comment xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.